Máy đo huyết áp cổ tay hay máy đo huyết áp bắp tay là tốt nhất cho người sử dụng? Và Sơn xin chào bà con ha. Nếu mà như chúng ta mua để cho gia đình xài, đo tại nhà và đo cho ông bà lớn tuổi thì mình nên xài cái dòng bắp tay. Còn nếu mà mình đi công tác du lịch thì chúng ta sẽ lựa chọn cái dòng cổ tay. Nhưng mà còn Sơn khuyên cả nhà mình ha, nếu mà cái máy huyết áp đầu tiên mình mua thì mình nên mua chọn cái dòng bắp tay. Nó sẽ rất là bền, nó chiều tính năng và cái độ chính xác cực kỳ cao, tránh sai sót ha. Còn cái dòng cổ tay này mình có thể mua thêm để nó gọn nhẹ khi mình đi công tác du lịch. Thì cái dòng cổ tay mà thông dụng nhiều người hay xài nó là 1 triệu ha. Thì Hoàng Sơn ví dụ đây là cái máy điển hình V3 của hãng Myrolife, giá niêm yết của hãng là 1 triệu và được bảo hành 5 năm ha. Nếu mà hư thì mình sẽ được đổi máy mới. Thì nó sẽ nhỏ gọn như thế này nè, ở nhà thấy rất là dễ thương, rất là đẹp. Thì khi mà mình đeo trên cổ tay nó giống như cái đồng hồ như thế này nè, nó rất là gọn. Mà mình không đeo thường xuyên nha, khi nào mà mình đo thì mình mới đeo vào ha. Đó, mình sẽ mở cái dụng quấn ra. Đó, mình đeo vào cổ tay, cả nhà thấy không, đeo vào cổ tay như thế này nè. Còn nếu mà như gia đình mình xài, mình nên chọn cái dòng bắp tay ha. Cái dòng bắp tay thì nó lớn hơn một chút xíu, nhưng mà nó cũng còn có một cái giỏ sách, nếu mình đi thì sách rất là gọn. Thì chúng ta thấy cái dòng bắp tay là bác sĩ khuyên dùng nhiều hơn, tại vì nó sẽ đo trên bắp tay gần tim thì độ chính xác cao hơn và tránh sai lệch. Hỏi về nếu mà độ chính xác thì hai cái máy này máy nào chính xác, thì nếu mà đo cùng tư thế nha thì hai máy này đều đạt chất lượng là chính xác nha, là 2.350.000. Thì đương nhiên sẽ có những dòng rẻ tiền hơn của Myrolife và những hãng khác, nó tầm khoảng 1 triệu, 1.5 triệu, do cái dòng này nó có thêm cái tính năng là cảnh báo đột quỵ nên giá nó sẽ rất là cao, đó là 2.350.000 và vẫn được bảo hành 5 năm nếu hư đổi máy mới ha. Gắn trên bắp tay nè thì cái độ chính xác nó sẽ cao hơn, đặc biệt là đối với ông bà mình lớn tuổi. Và đây là cái thân máy ha. Đó, thì nó sẽ cũng có huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và có bộ nhớ ngày giờ như cái dòng cổ tay. Đó, máy nó to hơn, còn quấn đeo gần tim hơn. Thì cái máy này nó sẽ rất là bền, ví dụ bảo hành 5 năm nhưng mà sau 5 năm chúng ta cũng xài được rất là tốt. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có thêm cái chức năng là kiểm tra tim loạn nhịp nè, rồi thêm chức năng là cảnh báo sớm đột quỵ, rung tâm nhĩ ha. Và có một chức năng nữa đó là đo trung bình, tự đo trung bình liên tiếp 2-3 lần luôn rồi chú ha. Và bên cạnh thì chúng ta còn có thêm một cái cục biến điện, ví dụ giống như một ngày mà bác sĩ đo nhiều bệnh nhân đó, mình có thể sử dụng cục biến điện này. Hoặc là ông bà mình ở dưới quê ở xa mà khó mua được pin tốt á, mình cũng có thể có cái cục biến điện này, mình xài không phải tốn pin nữa ha. Adapter nè. Rồi nếu mà để biết thêm thông tin chi tiết thì cô chú anh chị mình có thể gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới để mình có thể được tư vấn kỹ hơn ha. Rồi Hoàng Sơn nhắc lại nha, nếu mà giống như gia đình mình mà đo tại nhà, hoặc là cái máy đầu tiên mình sử dụng, hoặc là đo cho ông bà lớn tuổi, thì mình nên chọn cái dòng bắp tay như thế này đây. Đó, mình có con dây cắm vào thì nó có nhiều giá tiền lắm, ví dụ giống như chúng ta sử dụng cái dòng máy phổ thông thì tầm khoảng 1 triệu cho đến 1.5 triệu, đó là khá nhiều tính năng rồi, ngoài chức năng đo huyết áp còn có kiểm tra tim loạn nhịp, cử động khi đo. Còn cái dòng máy này là dòng máy cao cấp, nó có thêm cảnh báo đột quỵ, đó là 2.350.000. Và có những cái dòng mắc tiền hơn nữa đó, thì cô chú mình có thể tham khảo thêm. Còn nếu trường hợp mà mình đi công tác du lịch thì mình có thể mua thêm nha, cái này nên mua thêm, chứ cái đầu tiên thì mình đừng có mua, tại vì nó đo rất là gọn nhẹ tiếp theo đó. Nhưng mà nó sẽ dễ xảy ra sai lệch nếu mà như mình ông bà mình lớn tuổi nè, cái tay cái mặt mình nó xa nè, hoặc là mình không có rõ về cái tư thế, mình hay để cao để thấp, hoặc là mình dao động như này thì cái độ chính xác nó sẽ dễ xảy ra sai số. Và đương nhiên là máy nó sẽ có cảnh báo xảy ra sai số cho mình luôn, nhưng mà đó, cái này chỉ nên dùng để công tác du lịch thôi.